Sau 3 tháng đưa vào hoạt động, chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đặc biệt là dịp cuối tuần, chứ trung bình từ 500 tới 1.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm mỗi đêm. Tuy nhiên, chợ đêm Sơn Trà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách. Trong hơn 150 gian hàng tại đây, thì các sản phẩm đặc sản thủ công mỹ nghệ truyền thống của Đà Nẵng khá khiêm tốn, trong khi các quầy thời trang về dép, túi sách, mỹ phẩm các địa phương khác và nước ngoài chiếm tới 70% mô hình chợ đêm không còn xa lạ do đó nếu không có những điểm nhấn khác biệt thì chợ đêm sơn trà sẽ khó có thể kéo khách quay trở lại khi yếu tố mới lạ ban đầu không còn